Vào những tháng đầu năm 2020, vùng ngoại ô Yên Bình của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bỗng trở nên u ám ảm đạm bởi một vụ án mạng kinh hoàng bủa vây ngôi chùa Quảng Ân trên địa bàn. Theo đó, vào đêm ngày 23 tháng 3 năm 2020, không khí thường ngày nhẹ nhàng của thị trấn Tân Nghĩa bỗng chốc trở nên nặng nề khi một vụ án mạng man rợ được phát hiện, khiến cả cộng đồng mạng bàng hoàng rúng động. Ba thi thể được phát hiện khiến những nhân chứng không khỏi ám ảnh. Mọi manh mối đều được ghi nhận, từ vết tích tại hiện trường cho đến những lời kể của những người chứng kiến, nhằm khám phá sự thật đằng sau cái chết bi thảm của những người vô tội. Những nghi vấn đã được dấy lên: ai là thủ phạm của vụ án mạng này và động cơ của họ là gì? Những bí mật đen tối nào sẽ được phơi bày? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Phát hiện thượng tọa và người làm công quả bị sát hại tại chùa. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 23 tháng 3 năm 2020, khi những Phật tử đến chùa Quảng Ân để làm công quả thì bỗng nhiên phát hiện ra cảnh tượng thảm khốc. Thượng tọa Thích Nguyên Lộc, tên thật là Tạ Văn Sửu, của ngôi chùa nằm bất động, không còn là dấu hiệu của sự sống. Chưa dừng lại, tại hiện trường còn tiếp tục phát hiện thêm nạn nhân thứ hai là Nguyễn Thị Bảo Yến, 19 tuổi, cũng bị sát hại một cách man rợ. Bên cạnh hai nạn nhân trên, người dân tiếp tục phát hiện ra bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ ruột của Yến, trong tình trạng nguy kịch với những vết đâm sâu, đang đấu tranh giành giật sự sống. Tối 23 tháng 3 năm 2020, ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân, Bình Thuận xác nhận, trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa Hàm Tân đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Theo nguồn tin ban đầu từ hiện trường, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, tại khu phố 4 thị trấn Tân Nghĩa, nhiều Phật tử đi chùa Quảng Ân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc đã tử vong. Nạn nhân thứ hai nằm cạnh đó cũng đã thiệt mạng là cô Nguyễn Thị Bảo Yến, 19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa. Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ ruột của nạn nhân Yến, là người nấu ăn tại chùa, bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn thoi thóp thở và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản. Chính vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi, điều tra làm rõ. Nhanh chóng khoanh vùng, truy bắt hung thủ vụ thảm án. Đến tối 24 tháng 3 năm 2020, sau hơn một ngày phát hiện ra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân, Bình Thuận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra vụ án để điều tra, truy xét hung thủ. Tại thời điểm này, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi, trích xuất camera để truy bắt nghi can liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Tuy nhiên, dấu hỏi lớn đối với cơ quan chức năng lúc này là động cơ gây án của hung thủ là gì? Trước đó một ngày, Thượng tọa Thích Nguyên Lộc tại chùa Quảng Ân, khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, được phát hiện nằm tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự. Cạnh đó, nạn nhân thứ hai cũng đã thiệt mạng là cô Nguyễn Thị Bảo Yến, 19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa. Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ ruột của nạn nhân Yến, là người nấu ăn tại chùa, được phát hiện trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng vẫn còn sống và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Để nhanh chóng bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng này, suốt đêm 23 tháng 3 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra làm rõ. Nạn nhân Nguyễn Thị Phượng tại thời điểm này được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được bảo vệ nghiêm ngặt, manh mối của vụ án dần được gợi mở. Bước đầu xác định cả ba nạn nhân đều bị đánh bằng vật tày, nghi là búa. Những suy đoán đầu tiên về vụ án bắt đầu được truyền tai. Nhiều nguồn tin cho biết khả năng thời điểm xảy ra vụ án mạng là sáng 23 tháng 3 năm 2020, hung thủ đã giật cửa căn phòng và dùng hung khí tấn công khi Thượng tọa Thích Nguyên Lộc nằm trên võng. Nạn nhân đã bị tấn công rất dã man, nhiều nhát. Sau đó, hung thủ quay sang tấn công bà Phượng và con gái cũng đang ở trong căn phòng này. Khi thấy cả ba nạn nhân nằm bất động, hung thủ rời đi. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, bà Phượng hồi tỉnh đã dùng điện thoại gọi ra ngoài kêu cứu. Đáng chú ý, hai xe máy cùng tài sản, điện thoại trong căn phòng này đều không mất, không có dấu hiệu xáo trộn, trục lợi.
nghi phạm sát hại thượng tọa và hai mẹ con xa lưới. Liên quan tới án mạng xảy ra tại chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, đến cuối giờ chiều 26 tháng 3 năm 2020, nguồn tin của Ban Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho hay, công an đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, ngụ Tân Nghĩa để điều tra. Đồng thời, công an cũng triệu tập làm việc với nhiều người liên quan và thu giữ một số chứng cứ quan trọng. Theo Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, trưởng ban chuyên án, Tâm khai sau khi gây án đã cướp 3 điện thoại, sau đó chạy vào quận 9, thành phố Hồ Chí Minh trốn. Nạn nhân sống sót có những lời khai quan trọng. Một nguồn tin khác cho hay bà Nguyễn Thị Phượng, nạn nhân may mắn sống sót đang được cơ quan chức năng giám sát, bảo vệ cẩn mật. Hiện tại trong bệnh viện, bà Phượng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hoảng loạn. Bước đầu bà đã khai những tình tiết rất quan trọng của vụ án cho cơ quan chức năng. Trước đó, vào chiều 23 tháng 3 năm 2020, tại chùa Quảng Ân, người dân phát hiện Thượng tọa Thích Nguyên Lộc nằm tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự. Cạnh đó, nạn nhân thứ hai cũng đã thiệt mạng là cô gái Nguyễn Thị Bảo Yến, 19 tuổi, người làm công quả tại chùa. Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ ruột của nạn nhân Yến nấu ăn tại chùa, bị đánh nhiều nhát vào người và nhiều vết thương trên vùng đầu. Theo nguồn tin, nhiều khả năng thời điểm xảy ra vụ án là sáng 23 tháng 3 năm 2020, hung thủ đã giật cửa căn phòng và dùng hung khí tấn công Thượng tọa Thích Nguyên Lộc đang nằm trên võng. Kẻ này sau đó quay sang thực hiện hành vi tương tự với mẹ con bà Phượng cũng đang ở trong căn phòng này. Khi thấy cả ba nạn nhân đã nằm bất động, hung thủ rời đi. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, bà Phượng hồi tỉnh đã dùng điện thoại gọi ra kêu cứu. Bộ Công an vào cuộc. Được biết, ngay sau khi vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phong tỏa toàn bộ khu vực chùa Quảng Ân để điều tra. Bước đầu xác định cả ba nạn nhân đều bị đánh giả mang bằng vật tài nghi là búa. Một chi tiết đáng chú ý là hai xe máy cùng tài sản, điện thoại trong căn phòng này đều không mất, phòng không có dấu hiệu xáo trộn lục lọi. Vụ án giết người sau đó được khởi tố, camera được trích xuất và bước đầu công an đã khoanh vùng được đối tượng. Tìm thấy tang vật kẻ sát hại thượng tọa, cô gái trong chùa. Tiếp tục điều tra vụ án thượng tọa và hai mẹ con bị sát hại tại chùa Quảng Ân, tỉnh Bình Thuận. Rạng sáng 27 tháng 3 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thu giữ tang vật vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Những tang vật này do nghi can Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, trú tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, vứt bỏ trên đường chạy trốn qua Đồng Nai. Lúc bị tạm giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, nghi can Tâm khai sau khi gây án, Tâm đã chạy trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Tâm vứt bỏ một số tang vật bên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa để phi tang. Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Tâm đến địa điểm mà nghi can khai vứt bỏ vật phi tang. Đến rạng sáng 27 tháng 3 năm 2020, lực lượng chức năng đã vớt được tang vật gồm 3 điện thoại, 1 dây tràng hạt và 2 chùm chìa khóa dưới một cống nước bên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Theo lời khai ban đầu, rạng sáng 23 tháng 3 năm 2020, Tâm đột ngột vào phòng của sư thầy Thích Nguyên Lộc đang tu tại chùa Quảng Ân rồi tấn công những người trong phòng. Sư thầy Thích Nguyên Lộc cùng nữ Phật tử Nguyễn Bảo Yến, 19 tuổi, trú tại thị trấn Tân Nghĩa, tử vong tại chỗ. Còn bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ của nạn nhân Yến, bị thương nặng. Sau khi gây án, Tâm lấy điện thoại rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua 2 ngày điều tra kể từ thời điểm xảy ra vụ án, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ thượng tọa bị sát hại, nữ sinh theo mẹ làm công quả gặp nạn. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, sau khi đưa hung thủ đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tìm tang vật là 3 chiếc điện thoại, vòng hạt, 2 chùm chìa khóa của chùa Quảng Ân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Nguyễn Thanh Tâm về Hàm Tân để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo lời khai, thì đây là số tài sản sau khi Tâm sát hại 3 người trong chùa Quảng Ân rồi vội vã lấy nhét vào túi rồi bỏ trốn. Sau đó, trên đường lẫn trốn do lo sợ bị phát hiện từ chức năng định vị trên điện thoại, nên Tâm đã để tất cả tang vật trong một túi ni lông rồi vứt xuống mương nước. Chiều 27 tháng 3 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dựng lại hiện trường vụ án để đối chiếu lời khai của hung thủ và hiện trường vụ án mạng. Theo ban chuyên án, sau khi giật cửa căn phòng, hung thủ đã dùng hung khí là vật tài tấn công thượng tọa Thích Nguyên Lộc đang nằm trên võng. Khi nghe tiếng động, mẹ con bà Phượng từ căn phòng phía sau mở cửa chạy vào và hung thủ đã quay sang tấn công cả hai mẹ con.
khi thấy cả ba nạn nhân đã nằm bất động. Hung thủ tưởng tất cả đã thiệt mạng mới rời khỏi hiện trường. Vụ án xảy ra lúc sáng sớm 23 tháng 3 năm 2020 và đến ngày 26 tháng 3 năm 2020, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Tâm tại một phòng trọ ở phường Long Thạnh, Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến hai mẹ con nạn nhân Phượng, họ là người địa phương, lên chùa làm công quả thì vô tình gặp nạn. Theo tìm hiểu, người nấu ăn tại chùa Quảng Ân từ trước đến nay là một người phụ nữ khác. Do có việc gia đình ở quê nên người này nhờ bà Phượng là một người Phật tử thường đến chùa nấu đồ chay giúp để cúng ngày 30 tháng 2 và mùng 1 tháng 3 âm lịch. Khi biết mẹ đi nấu ăn giúp nhà chùa, Nguyễn Thị Bảo Yến, 19 tuổi, sinh viên đang theo học ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đang nghỉ học vì dịch Covid-19 đã xin mẹ cùng đi và cả hai gặp nạn. Được biết, nạn nhân Phượng đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc bảo vệ nghiêm ngặt. Còn thi thể của Thượng tọa Thích Nguyên Lộc và Nguyễn Thị Bảo Yến đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình làm tang lễ theo phong tục. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.